Vừa qua, chương trình sáng tạo khởi nghiệp SKC đã tổ chức tập huấn về khởi sự kinh doanh cho gần 40 thanh niên chủ dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến từ Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Đây là một trong những hoạt động của đề án 844 của Chính phủ về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua Bộ Khoa học Công nghệ do Trung tâm BSA thực hiện. Với chuyên đề giá trị tài nguyên bản địa trong phát triển du lịch vùng Nam Bộ, chuyên gia đã dành nhiều thời gian để phân tích về những đặc điểm du lịch từng tỉnh, thành phố, qua đó giúp những người khởi nghiệp có cách nhìn đúng, mang lại những sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho du lịch. Đặc biệt, việc liên kết ngành, liên kết vùng dựa vào thế mạnh tài nguyên bản địa sẽ giúp nâng cao chuỗi giá trị để phát triển bền vững giữa sản phẩm nông nghiệp và ngành du lịch. Trong khi đó, ở chuyên đề sản xuất nông nghiệp sạch an toàn để đạt chứng nhận hữu cơ, chuyên gia tập trung vào cách sản xuất nông nghiệp hữu cơ, những thực tiễn tại các nông trại hay lợi ích trong việc sản xuất dòng sản phẩm này, chương trình huấn luyện về xây dựng thương hiệu, nâng cao và khai thác triệt để các giá trị gia tăng trong ngành nông nghiệp cũng tiếp tục được BSA tập huấn cho thanh niên đồng bằng sông Cửu Long.